tục với câu chuyện của em nhé. Chồng em là trai tân, còn em là một người đã từng có một đời chồng. Thì nhà chồng em rất là không thích em, bởi vì nghe cái tiếng là một đời chồng người ta đã không thích rồi, chưa nhìn thấy mặt em nhá. Thế thì chồng em vẫn quyết tâm lấy em, bảo là nếu không lấy được em là bỏ nhà ra đi luôn ấy, không quay về gia đình nữa. Thế em mới bảo là đừng vì một người con gái mà bất hiếu. Tôi nói luôn, nếu không lấy tôi thì có thể lấy người khác. Đấy, vì là đừng bao giờ bất hiếu với bố với mẹ. Thế bắt đầu là chồng em lại càng quyết tâm hơn. Thế thì sau một thời gian thì bố chồng em mới hẹn em lên nhà nói chuyện. Thì em cũng lên, thì hỏi em cái gì thì em nói thật luôn. Thì cái quá khứ của em như nào, em ngồi em kể hết từ đầu đến đuôi luôn. Thế sau đó thì em mới bảo rằng này, sau cuộc nói chuyện ngày hôm nay, bác quyết định như nào cháu cũng sẽ tôn trọng. Thì bố em mới bảo là không, bác có phản đối đâu, bác chỉ hỏi là đã suy nghĩ kỹ chưa. Đấy, thế thì em cũng rất là cảm động và khóc trước mặt bố chồng em luôn. Và lúc đấy thì cũng có nhà, cũng có mấy anh chị lên nhà ăn cơm ấy, nhưng mà người ta cũng không nhìn thấy. Thực ra là mình nghĩ là mình cũng tủi thân. Câu chuyện tiếp theo thì nhớ theo dõi.